Và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Given và lại là mình, Khiêm đây. Và Razer từ ngày xưa đến giờ vẫn là một hãng làm gaming gear cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới. Và những thiết bị gaming gear của họ thì được rất nhiều người tin dùng. Và trên tay mình đây đang là em Razer Black Shark V2 Pro. Mình tin rằng con tay nghề này sẽ có những thứ mà anh em sẽ rất thích nó. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên là về cái phần thiết kế của em Razer Black Shark V2 Pro này thì nó vẫn giữ đúng những cái tiêu chí của Razer, đó chính là đẹp. Từ trước đến giờ thì mình đã từng sử dụng khá nhiều mẫu gaming gear của Razer rồi. Về cái chất lượng của nó thì mình không có bàn tới, nhưng mà về cái độ đẹp của Razer thì nó cực kỳ đẹp. Và con tai nghe này cũng vậy, nó có một cái thiết kế cực kỳ gaming minh và cũng như hầm hố. Và nhìn vào đây là nó cực kỳ thu hút mọi ánh nhìn luôn ạ. Mua con này về đeo thì có vậy là bảnh vãi trưởng luôn. Về cảm giác đeo của em này thì là một thứ mà mình cảm thấy khá là bất ngờ, tại vì nó đem lại cho mình một cái cảm giác đeo cực kỳ dễ chịu và mềm mại luôn, đúng với cả là một chất của một con tai nghe đắt tiền. Với trọng lượng của nó là chỉ có 320g thôi, vậy nên là nó sẽ đem lại cho anh em một cảm giác đeo nó rất là nhẹ nhàng và nó không có bị nặng đầu như một số con tai nghe khác. Nhưng mà đổi lại cái điều đấy thì hầu như là chất liệu em này được làm bằng nhựa cả. Nhưng mà làm bằng nhựa thì không có nghĩa là nó sẽ bị ọp ẹp. Nó vẫn cực kỳ chắc chắn và cũng như là nhìn nó đem lại cho mình một cảm giác cực kỳ cao cấp, chứ không bị rẻ tiền như một số con tai nghe được làm bằng chất liệu bằng nhựa. Nhưng mà có một điều mình cảm thấy được là cần phải lưu ý cho anh em, đó chính là về cái phần mối nối của nó này. Đó, anh em có thể thấy được là cái phần mối nối của nó chỉ được làm bằng đúng một cái thanh kim loại như thế này. Và cái phần này thì cũng kiêm luôn là cái phần mở cái độ rộng của tai nghe này. Với cái phần thanh kim loại ở đây thì mình cảm thấy được là nó khá là mỏng. Vậy nên là nếu mà anh em sử dụng thì anh em nên chú ý cái phần này. Tại vì khi mà anh em có thể làm rơi nó, hoặc là anh em ray lên, anh em ném nó đi một chỗ nào đó, thì mình nghĩ là khả năng nó gãy được cái phần mối nối là rất là cao. Vậy nên là anh em cần phải lưu ý cái điều này nhá. Và bây giờ chúng ta cùng nói về phần headband và cũng như là phần đệm tai của em tai nghe này. Thì hai cái phần này đều được làm bằng một chất liệu duy nhất, đó chính là memory foam và được bọc nỉ. Và cái phép bọc nỉ này khiến cho mình cảm thấy khá thích, tại vì khi mà bọc nỉ như thế này thì nó sẽ không bị bong chóc giống như là chất liệu giả da BU. Và anh em có thể thấy được là khi mà đeo bằng chất liệu nỉ như thế này thì anh em sẽ cảm thấy được một cái độ thoáng mát hơn so với cả là chất liệu giả da BU. Vậy nên là mình khá là thích cái phần headband và cũng như là phần đệm tai của em tai nghe này. Và bây giờ chúng ta cùng nói về phần quan trọng nhất của một con tai nghe, đó chính là phần chất âm. Và khi mà mình nghe thử con tai nghe Razer Black Shark V2 Pro này thì mình có thể khẳng định luôn cho anh em, đây là một trong những con tai nghe có chất âm khác nhất so với cả những chiếc tai nghe cùng nhà của Razer. Và nếu như anh em đã từng nghe qua một chiếc tai nghe nào đến từ nhà của Razer thì anh em có thể biết được là hầu như là cái phân bay của họ sẽ được đẩy lên cực kỳ cao và nó sẽ lấn át sang hết tất cả các giải âm khác, và anh em cũng chỉ nghe thấy phần bay mà thôi. Còn đối với cả Razer Black Shark V2 Pro thì nó sẽ cân bằng hơn ở mọi thứ, nó cân bằng ở giải bass, giải mid và giải treble, giúp cho anh em có thể sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau hơn. Còn về khả năng gaming của em Razer Black Shark V2 Pro này thì mình có thử chơi một số tựa game FPS ở trên con tai nghe này thì mình cảm thấy được là cái sound design của nó cực kỳ tốt, giúp cho mình có thể nghe cực kỳ chính xác vị trí của địch cũng như là tiếng súng của địch luôn. Có một điều khá là đáng tiếc khi mà mình chơi như thử những cái tựa game cháy nổ lớn hơn, ví dụ như là Call of Duty hay là Apex Legends, thì mình cảm thấy được là cái phân bay của nó đã được làm ít hơn, vậy nên là cái tiếng cháy nổ nó đã không còn đã nữa. Nhưng đối với bản thân mình, với con tai nghe Razer Black Shark V2 Pro này thì khi mà được làm chất âm cân bằng như vậy thì khiến cho mình đeo trong một thời gian dài nó không cảm thấy bị khó chịu. Khi mà anh em nghe bay quá nhiều trong một thời gian dài thì nó sẽ khiến cho anh em cảm thấy bị nhức đầu. Nhưng mà với con tai nghe này thì mình nghĩ là anh em hoàn toàn có thể chơi game trong một thời gian dài mà không cảm thấy bị nhức đầu hay là bị inh inh cái đầu như thế này. Còn về phần nghe nhạc cũng như là giải trí ở trên em tai nghe này thì như nãy mình đã nói là con này nó không được làm thêm về giải bay nữa, vậy nên là các âm thanh của nó rất là tách bạch, cái âm trầm của nó nghe rất là lực nha anh em. Và khi mà mình trải nghiệm qua một số tác vụ như là nghe nhạc hay là xem phim thì mình cảm thấy được là con tai nghe này vẫn rất tốt để cho anh em có thể phục vụ những cái nhu cầu này. Đây là một con tai nghe gaming hiếm hoi mà mình cảm thấy được là nó phục vụ được cho anh em cực kỳ nhiều nhu cầu. Ví dụ như là gaming thì nó vẫn tốt này, đó, xem phim, nghe nhạc hay là gì thì nó vẫn đều đáp ứng tốt được cho anh em. Và có một điều mình khá thích ở trên em tai nghe Razer Black Shark V2 Pro này là nó có một phần mềm tùy chỉnh cực kỳ sâu, có tên là Razer Synapse. Và anh em chỉ cần cắm con tai nghe này vào máy là cái phần mềm này nó sẽ tự hiện lên, và anh em chỉ cần cài đặt nó mà thôi, và anh em không cần phải lên trang chủ của Razer để có thể tải về. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái phần mềm này, nó chính là cái tính năng THX Spatial Audio. Đây là một chế độ giả lập âm thanh 7.1 giống như những con tai nghe khác, nhưng mà nó có thể tùy chỉnh cực kỳ sâu và nó có rất nhiều mod để cho anh em có thể lựa chọn, ví dụ như là Movie Mod này, Music Mod hoặc là Game Mod. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể add những cái tựa game mà mình hay chơi vào trong này, và anh em chọn sẵn cho nó một cái mod, và sau khi mà anh em vào cái tựa game này chơi tiếp thì nó không cần phải chỉnh lại cái mod này là một lần nào nữa, cực kỳ tiện lợi cho anh em có thể sử dụng. Và tiếp theo sẽ là phần chỉnh EQ, và đây là một cái phần mềm mình cảm thấy được là chỉnh EQ nó cực kỳ sâu luôn. Anh em hoàn toàn có thể chỉnh được từ giải bass, giải mid hay là giải treble một cách hoàn toàn thoải mái, nó còn chia ra nhiều mục nữa cơ.
Và mình khi mà mình nhìn vào đây, mình không phải là một người chuyên quá về âm thanh, vậy nên là mình nhìn vào đây mình còn không biết phải chỉnh như thế nào. Nhưng mà mặc dù như vậy thì nó vẫn có đầy đủ những cái gọi là cái mod để anh em có thể lựa chọn mặc định sẵn như vậy. Còn nếu mà anh em nào có kiến thức về âm thanh thì anh em hoàn toàn có thể tự chỉnh cho mình một cách hoàn toàn thoải mái nhá. Và cuối cùng sẽ là cái phần test mic của mình. Và trước khi test mic thì mình lưu ý anh em một xíu ha, thì cái mic này thì hoàn toàn có thể tùy chỉnh rất sâu ở trong phần mềm Razer Synapse. Nhưng trong cái video này thì mình sẽ để mọi thứ ở mặc định và không chỉnh gì hết nhá. Và đây là âm thanh của chiếc mic tai nghe Razer Black Shark V2 Pro. Và mình không biết là anh em đang cảm thấy về cái chất lượng mic của nó có đang thực sự tốt hay không. Nhưng mà theo mình đánh giá thì với chất lượng mic của em này thì nó vừa nằm ở mức vừa đủ xài thôi. Còn thực ra là để nói xuất sắc hoặc là nghe nó wow thì mình cảm thấy được là nó không làm được điều đó. Và sau khi nghe lại âm thanh của chiếc mic này thì mình cảm thấy được là chất lượng âm thanh của nó ở mặc định chưa thực sự làm hài lòng của mình. Nhưng mà có một điều khá hay ở chiếc mic này là anh em hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó ở trong phần mềm Razer Synapse. Những anh em nào mà cần một chiếc mic tốt hơn thì anh em hoàn toàn có thể vào đây để điều chỉnh cái chất lượng âm thanh của mình là trong trẻo hơn này, trầm ấm hơn, cái nào cũng được. Nói chung là rất nhiều option để cho anh em có thể lựa chọn. Nó là một con tai nghe được cân bằng ở chất âm này, giúp cho anh em hoàn toàn có thể phục vụ được rất nhiều nhu cầu của anh em, ví dụ là chơi game, nghe nhạc hay là xem phim đều được. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về con tai nghe Razer Black Shark V2 Pro này. Ý kiến của anh em thế nào? Liệu anh em có sở hữu cho mình ngay con tai nghe này hay không? Hãy để lại ngay ý kiến của anh em ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.